khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí cùng làm nên. Đi lên thanh niên, trở lại gần chi, đi lên thanh niên, làm theo lời bác. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Than Mông Dương về việc tổ chức đại hội cấp chi đoàn, là đơn vị được Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty lựa chọn trực tiếp tổ chức đại hội điểm cấp chi đoàn ngày 25 tháng 5 trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ toàn công ty. Chi đoàn năng lượng long trọng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019-2021. Về dự với đại hội chi đoàn năng lượng, vinh dự được đón đồng chí Lê Thế Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty, đồng chí Bùi Bá Thuân, Bí thư chi bộ, quản đốc đơn vị, đồng chí Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch công đoàn, và sự có mặt đông đủ của các đồng chí đoàn viên trong Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty, các đồng chí là bí thư các chi đoàn và 30 năm đồng chí đoàn viên trong đơn vị. Đi lên thanh niên, trở lại gần chi, đi lên thanh niên, làm theo lời bác. Là đơn vị phụ trợ chính cho dây chuyền sản xuất hồng lò, phân xưởng giữ vai trò to lớn về cung cấp nguồn năng lượng điện, khí nén, nước sản xuất sinh hoạt, có ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động sản xuất trong toàn công ty. Vì vậy, phân xưởng luôn đi đầu trong công tác kiểm tra bảo dưỡng, đề xuất các giải pháp về quản lý thiết bị, quản lý nhân lực nhằm hạn chế các sự cố, đảm bảo cung cấp nguồn năng lượng kịp thời và liên tục. Tại đại hội chi đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Bí thư chi đoàn trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của chi đoàn nhiệm kỳ 2016-2019 về đặc điểm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, các kết quả hoạt động về công tác giáo dục truyền thông, tổ chức các phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chương trình đồng hành hỗ trợ thanh thiếu nhi, công tác xây dựng đoàn và đoàn tham gia xây dựng Đảng và kết quả thực hiện các chỉ tiêu của chi đoàn. Đồng chí Nguyễn Văn Tâm nhấn mạnh về phương hướng nhiệm vụ của phong trào đoàn thanh niên và các hoạt động công tác đoàn nhiệm kỳ 2019-2021. Chi đoàn đã đăng ký đảm nhận và thực hiện hoàn thành 9 công trình cấp cơ sở, 4 công trình cấp công ty tiêu biểu như công trình thi công lắp đặt đường ống BVC P350 thoát nước bãi thải tập đoàn khu vực cộng 9,8, công trình kéo giải dây cáp dẫn điện 6 kV từ trạm điện trung tâm sang khu vực góc Đông Dương, công trình lắp đặt hệ thống phản ứng mềm tại trạm điện Hồng Lò, đặc biệt là công trình trạm phát điện dự phòng 6 kV trung tâm được gắn biển chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập và Nam Quảng Ninh, mùng 3 tháng 2 năm 1999, mùng 3 tháng 2 năm 2019. Chi đoàn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng do Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức, thực hiện vận động 1.000 đồng thắp sáng ước mơ, quyên góp quần áo, đồ dùng học tập, ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bình Liêu và huyện Ba Trẻ. Đi lên thanh niên, trở lại gần chi, đi lên thanh niên, làm theo lời bác. Nhìn chung trong nhiệm kỳ vừa qua, đoàn viên thanh niên chi đoàn năng lượng thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chính sách của Đảng và nhà nước cũng như ban lãnh đạo công ty, tích cực tham gia các hoạt động phong trào do đoàn thể tổ chức. Các chương trình hoạt động của đoàn được đông đảo thanh niên quan tâm theo dõi và tham gia. Các tấm gương người tốt việc tốt, thanh thiếu nhi tiêu biểu được tuyên truyền rộng rãi, góp phần định hướng, cổ vũ lối sống tốt đẹp vì cộng đồng cho thanh thiếu nhi. Đa số đoàn viên trẻ nhiệt tình, tích cực tham gia trong công tác, ham học hỏi nhằm rèn luyện tốt chuyên môn nghiệp vụ. Năm 2016 đến năm 2019 là khoảng thời gian diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của ngành than cũng như của công ty, như ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4, ngày quốc tế lao động ngày 1 tháng 5, kỷ niệm 85 ngày thành ngày truyền thống công nhân vùng mỏ, truyền thống ngành than, ngày 12 tháng 11 năm 1936 và 12 tháng 11 năm 2016, kỷ niệm 38 năm ngày thành lập mỏ than Mông Dương, ngày 1 tháng 4 năm 1982 và ngày 1 tháng 4 năm 2019. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Công ty lần thứ 15 nhiệm kỳ 2017-2022. Với những thành tích xuất sắc cho công tác nhiệm kỳ vừa qua, chi đoàn được tỉnh đoàn Quảng Ninh tặng bằng khen năm 2016 và năm 2018, Trung ương đoàn tặng bằng khen năm 2017. Đây cũng là những điều kiện thuận lợi để phát động phong trào thi đua sôi nổi và tổ chức các hoạt động của đoàn. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cơ bản ổn định, đời sống vật chất tinh thần của cán bộ công nhân được đảm bảo. Tổ chức đoàn viên luôn được sự quan tâm hỗ trợ, tạo mọi điều kiện của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty,
Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công ty, các chi đoàn, công đoàn bộ phận và lãnh đạo chi đoàn năng lượng. Đi lên thanh niên trở lại gần chi. Đi lên thanh niên làm theo lời Bác. Sau khi lắng nghe những ý kiến tham luận của các đồng chí đoàn viên trong đơn vị, đồng chí Lê Thế Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty và đồng chí Bùi Bá Thuân, Bí thư chi bộ, quản đốc đơn vị đã đánh giá cao những thành tích của chi đoàn trong nhiệm kỳ qua, đề nghị chi đoàn tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được, đồng thời có biện pháp khắc phục những hạn chế để chi đoàn ngày càng hoàn thiện hơn. Các đồng chí cũng bày tỏ mong muốn đại hội sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, sáng suốt để lựa chọn ra những gương mặt tiêu biểu nhất trong phong trào thanh niên, những người có đủ phẩm chất, năng lực, nhiệt huyết vào ban chấp hành chi đoàn khóa mới. Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, đại hội chi đoàn năng lượng nhiệm kỳ 2019-2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành các chương trình đề ra. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành gồm 5 đồng chí để lãnh đạo hoạt động chi đoàn năng lượng: đồng chí Nguyễn Văn Tâm, đồng chí Phạm Thị Phương, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vui, đồng chí Từ Văn Hưng, đồng chí Trần Minh Đức. Đại hội chi đoàn năng lượng nhiệm kỳ 2019-2021 là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của tuổi trẻ đơn vị, đánh dấu bước trưởng thành của thế hệ chi đoàn, mở ra giai đoạn phát triển mới cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị trong thời gian tới.